Vinh Phúc muôn đời
cùng với mẹ Maria các thánh. Bài trích thơ thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Colosse. Anh em thân mến, anh em đã chết với Đức Kitô và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Kitô nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người và cùng với Người hưởng phúc vinh quang. Đó là lời Chúa. Ơn Chúa. Xin mời ngồi. Hôm nay chúng ta tới nơi đây, một lần nữa chúng ta cầu nguyện cho bé Che Đà, là linh hồn Maria mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này sau một thời gian ngắn ở trên cõi dương trần này. Chúng ta tới đây để cầu nguyện cho bé và chúng ta xót thương vì cuộc đời rất là ngắn ngủi mà Chúa đã gọi bé về sau vài năm chiến đấu với lại căn bệnh. Chúng ta buồn vì bé rất là dễ thương. Chúng ta buồn vì một bông hoa thật là đẹp trong vườn hoa của Chúa. Và chúng ta thấy buồn vì sao cuộc đời ngắn ngủi như thế này mà Chúa lại đưa một em bé về lại với Chúa. Có lẽ khi sự ra đi của Che Đà làm cho mọi người, chúng ta không ít thì nhiều, phải tự hỏi cuộc đời này có ý nghĩa gì? Chết chúng ta sẽ đi về đâu? Và tôi cần phải làm gì để chuẩn bị cho cái ngày mà kết thúc của cuộc đời tôi? Dù có tin hay không tin vào cuộc đời sau, thì tất cả mọi người chúng ta đây, ai rồi cũng sẽ giống như Che Đà. Một ngày nào đó chúng ta sẽ giả từ thế giới này và đi về bên kia. Nhìn vào hình ảnh của Che Đà, một cuộc đời rất là ngắn ngủi, chúng ta cảm tưởng giống như Chúa đã ban cho chúng ta một thiên thần bay ngang qua đời mình. Mà tôi thiết nghĩ mỗi một người trong thế giới này mà chúng ta gặp gỡ như là những thiên thần bay ngang qua đời mình. Có người bay qua đời mình để giúp cho mình trưởng thành hơn, để giúp cho mình biết được cuộc đời này có những niềm vui và nỗi buồn. Nhưng cũng có những thiên thần như bé Che Đà bay qua đời mình để nhắc nhở rằng cuộc đời này rất là ngắn ngủi, chúng ta còn một cuộc đời sau nữa. Nhưng thiên thần Che Đà không những thế mà còn dạy cho chúng ta về cuộc sống ở trần gian này. Những cái lần mà tôi tới thăm Che Đà cũng như là biết em, thì tôi biết Che Đà là một em bé rất là dễ thương. Một trong những điều mà tôi cảm thấy là Che Đà, phải nói là tôi cũng cần phải được học hỏi nơi Che Đà, đó là sự chịu đựng và kiên nhẫn. Những lúc đau, những cái lúc mà bắt đầu bệnh, chưa bao giờ tôi thấy Che Đà, em bé này khóc hay than phiền vì nỗi đau đớn bệnh tật. Những lần tôi hỏi, thế con có đau không? Không bao giờ Che Đà nói đau cả. Che Đà cũng nói, I'm ok. Lúc nào tôi hỏi, ngay cả những cái lúc mà Che Đà không còn nói được nữa, tôi hỏi con sao rồi, lúc nào cũng thầm ấp. Tôi thấy cuộc đời của em lạ thật, luôn luôn chấp nhận sự khổ đau, chấp nhận thực tại và nhìn cuộc đời rất là luôn luôn hướng thiện. Và đó là cũng là cái điều mà ngay chính bố mẹ cũng cảm nhận được. Khi bố mẹ lo lắng cho Che Đà cũng nói là Don't worry too much, I'm okay. Tôi thấy cuộc đời của Che Đà thật là tuyệt vời. Tôi nhớ năm ngoái khi mà bắt đầu ăn tiệc sinh nhật của Che Đà, có rất là nhiều người tặng quà cho em, nhưng rồi em dành tất cả món quà mà em có tặng lại cho các bạn trẻ nghèo bên Cameroon.
bên cái sứ truyền giáo do một sơ Việt Nam đang trông coi, và em tặng hết tất cả món quà đó cho các bạn trẻ. Nếu quý vị coi cái video thì thấy các bạn, các em bé Cameroon đã nói lời cảm ơn bằng tiếng Pháp với lại Cheda. Và Cheda đã trở thành một người rất là thân thương ở bên cái cộng đoàn bên Cameroon đó, rồi cũng như các sơ, các thầy, các cha ở khắp mọi nơi châu Phi và Việt Nam cũng như tại Hoa Kỳ luôn luôn quan tâm và hỏi thăm em. Chủ nhật vừa rồi khi được tin em ra đời, qua đời, thì nhiều người đã viết lời cầu nguyện và đã dâng lại cho em để xin Chúa đưa linh hồn Maria về hưởng nhan Thánh Chúa. Mặc dù cuộc đời rất là ngắn ngủi của Cheda, chỉ có vài năm thôi, nhưng đã để lại cho lòng người biết bao nhiêu suy tư, cảm xúc. Và nếu ai đó ngồi lại và nhìn bằng một cặp mắt đức tin thì có lẽ đúng là một thiên thần đã bay ngang qua cuộc đời chúng ta. Một thiên thần để lại cho chúng ta nhiều suy tư về cuộc đời, về những đức tín, chấp nhận, kiên nhẫn, sống vui vẻ với thực tại, luôn luôn hướng thiện, nhìn cuộc đời lạc quan. Và một điều quan trọng mà Cheda để lại cho cuộc đời này, đó là em luôn quảng đại với mọi người, quảng đại với các bạn trẻ ở Cameroon, những người nghèo. Em sống cho đi. Và đó chính là cái nét đẹp của một thiên thần, mà vì tôi nghĩ có lẽ quá đẹp nên Chúa muốn đưa một bông hoa này về trong vườn hoa tuyệt vời của Chúa trên thiên đàng. Đúng, hôm nay chúng ta buồn, chúng ta tiễn đưa một em bé ra đi, nhưng với người Công giáo, một người tin vào Thiên Chúa, tin vào đời sau, thì đó là một hy vọng, một niềm vui, vì chúng ta một ngày nào đó hy vọng sẽ gặp lại Cheda trên nước thiên đàng. Hôm qua tôi cũng chia sẻ với mọi người rằng là lúc còn sống tôi hỏi Cheda, "What do you want to become when you grow up?" Cheda nói là, "I want to do the hospitality right as a hospital to welcome all the sick children." Tôi thiết nghĩ rằng là đó là cái holy desire, cái ước mơ thánh thiện của Cheda, Chúa đã khắc ghi vào trong lòng em. Và có lẽ Chúa muốn Cheda trở thành một thiên thần ngay trước cửa thiên đàng, để đưa tất cả những con người tội lỗi, những con người yếu đuối, những con người đau khổ mà Chúa xót thương để vào nước Chúa. Tôi cứ cầu nguyện cho Cheda, và tôi nghĩ không biết mình có được cái diễm phúc mai này khi vào đó gặp bé Cheda và bé dắt tay mình đi vào để mà cửa thiên đàng hay không. Nhưng mà tôi nghĩ nếu mà có được cái diễm phúc đó thì thật là vui. Thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay một lần nữa chúng ta cầu nguyện cho bé. Chúng ta tiễn đưa một người em, một người cháu, một người rất là thân thương, thân thương, và đúng thật là một thiên thần của Chúa đã đi ngang qua cuộc đời mình để về với Ngài. Chúng ta cầu nguyện cho em, nhưng cũng là lúc cầu nguyện cho chính mọi người chúng ta, để rồi chúng ta cũng giống như em, một ngày nào đó được Thiên Chúa dẫn đưa về. Làm gì để chúng ta có được ngày đó? Thiết nghĩ chúng ta cần chuẩn bị ngay từ giây phút này, sống sao xứng đáng, để rồi cuộc đời này không phải là tất cả, nhưng còn cuộc đời sau nữa. Nhắc nhở cho nhau, hãy sống như bé Cheda, quảng đại, yêu thương mọi người, biết chấp nhận khổ đau, hy sinh, và luôn luôn sống lạc quan, dù lúc vui, buồn, đau khổ hay hạnh phúc trong cuộc đời này. Giờ đây xin mọi người cùng đứng lên. Giờ đây các thầy và các sơ sẽ
bắt đầu lời kinh. Xin kính mời cộng đoàn cùng nghiệp lý dâng lời cầu này. Vì Chúa là đấng thông minh và chân thật vô cùng đã ban truyền cho hội thánh. Amen. Xưa ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sinh ra trên mọi ban sáng Chúa một tổ ông yêu Đức Chúa Cha. Xin kính Đức Chúa Thánh Thần, hội kính có hội thánh thần có ở các thế này, các thánh không công, hội kính theo tha tội, hội kính xác loài người ngày sau sống lại, hội kính hàng sống vậy. Amen. Xin cho con cơn tiêm lên, trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương, lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan. Người công chính dù có chết non cũng vẫn được an nghỉ. Xin cho linh hồn Maria được hưởng phúc trường sinh muôn đời, nhờ ơn cứu độ và lòng thương xót của Chúa.
Thank you.
I can tell that everyone here knows what a special girl Jada was. I unfortunately meet too many children with DIPG, and each of them is special. But Jada honestly touched our hearts in such an amazing way at Children's. I left a message, I remember, it was actually for one of my colleagues that one day when he asked how her day was, and she said that not every day is a good day, but there's good in every day. And that was, you know, a long way into her journey, and she certainly struggled with many things throughout, but her amazing spirit and joy that she shared every time she came to see us in the hospital. I now know how far you drove every time to see us in the hospital. And what a long day that was for her. But she just brightened everyone's days when she was there. We still are working so very hard to find better treatments for this tumor, so that other children don't have to suffer in the way that she did. But she is carried in so many hearts, obviously here, but especially at the hospital and the many hospitals where she was cared for. I know that throughout those places, she's touched so many people's lives and inspired so many people, and continues to do so. And her family is a testament to that, too. Thank you, Dr. Kilsen. Thank you. Thank you very much, Russ. Thank you. I'll see you. I know. I'll see you in a few weeks. Yes. Thank you. Thank you. Bác sĩ có chia sẻ, let me do a translation. Chia sẻ là Jada, bé Jada là một bệnh nhân mà rất là đặc biệt, đã đụng chạm tới trái tim của những người bác sĩ ở nơi đây. Trong khoảng thời gian mà điều trị Jada, Jada rất là thông minh, Jada rất là dễ thương. Có một lần điều trị, bác sĩ hỏi chứ con có khỏe không, như thế nào. Thì nhiều người cũng lo lắng cho Jada. Thì Jada nói rằng là wow, đừng quá lo lắng, không phải ngày nào cũng tốt cả, nhưng mà mỗi một ngày nó có cái tốt của nó. Chứng tỏ là Jada rất là tin tưởng, sống rất là lạc quan và luôn luôn phó thác. Cái tấm gương cuộc sống của Jada đã ảnh hưởng rất là lớn tới các bác sĩ. Và ngày hôm nay thì bác sĩ, cái người mà đã chữa trị cho Jada đã có mặt nơi đây. Thì chúng ta cùng cầu nguyện tiếp tục cho bé Jada. Có ai muốn chia sẻ, xin mời lên đây ạ. Mời các đại diện của các hội đoàn. Gia đình chủ hàng bé Justin. Hôm nay đến viếng thăm cháu lần cuối thì xin được chia sẻ với lại mọi người, với vợ chồng Dũng Hằng và anh Justin của bé Trê Đà đó, hai tâm tình. Thứ nhất là Trê Đà với lại gia đình của mình, và thứ hai là Dũng Hằng, gia đình Dũng Hằng với lại cả đoàn. Thì cái tâm tình thứ nhất thì mình nghĩ như vậy nè, chúng ta tin Chúa thì là trong cái tâm tình khi mình mất đi một cái người thân yêu, thì lúc nào cái tâm trí của mình cũng thấy là đâu đó trong cái không gian sống quen thuộc với nhau, hàng ngày gặp gỡ nhau, có thể nơi bàn ăn, nơi bàn học, rồi trong một cái góc nhà, trong cái con đường đi học nào đó, thì bố mẹ với anh trai của em lúc nào cũng thấy cái hình ảnh của em nó trong nghĩa là quanh quất đôi đó. Và mình nghĩ rằng như vậy nè, chứ là chẳng mất đi đâu cả. Chúng ta tin rằng đó, tức là Chúa là chủ của không gian và thời gian. Có khi là chúng ta thinh lặng, chúng ta không nghe, không nhìn, không thấy, không sợ chạm được. Nhưng mà chúng ta vẫn tin rằng có một cái thế giới linh thiêng nào đó vẫn đang tồn tại bên cạnh chúng ta. Và bé Chi Đà trong cái thế giới đó rồi. Cho nên mình nghĩ rằng trong cái niềm tin đó thì là gia đình không mất đi đâu hết. Chắc chắn bé vẫn đang bên cạnh gia đình. Và mình nghĩ rằng đó, bé rất là tự hào về bố mẹ và về anh của mình. Bé được sinh ra và lớn lên với một cái tình thương yêu của bố mẹ, với một gia đình đạo đức, với tình thương của anh, và được lớn lên nuôi dưỡng với những cái hạnh phúc, với những cái giá trị cuộc sống mà ở cái tuổi nhỏ của bé cảm nhận được. Cho nên bé là một cái niềm tự hào của bố mẹ, và xin bố mẹ tiếp tục cộng tác với bé để
duy trì để giữ gìn cái niềm tự hào đó của bé, tức là chúng ta tiếp tục sống một cách gọi là lan tỏa một cái niềm vui, một cái niềm tin vào Chúa, dù rằng cái mất mát này nó sẽ rất là đau đớn, nhưng mà Chúa sẽ an ủi và thời gian sẽ làm chúng ta dịu vơi đi. Cho nên chúng ta cái quan trọng nhất để có thể làm vui và làm hãnh diện bé trai đà đó, tức là gia đình mình, bố mẹ Dũng Hằng và anh Justin, nó là phải sống thật là đẹp hơn. Và mình nghĩ rằng bố mẹ Dũng Hằng cũng rất là tự hào, bởi vì bé nghe Hằng tâm sự ở trên Facebook, rất nhiều tâm sự, thì bé có cái lòng mến đức mẹ đặc biệt, có cái lòng tin rất là đặc biệt, cho nên đó là một cái điều tự hào mà mình nghĩ rằng ở đây chúng ta cùng giống như là ngưỡng mộ một em bé rất nhỏ bé, nhưng mà được ơn Chúa ban cho một cái tấm lòng, một cái niềm tin rất là mãnh liệt. Đó là cái điều thứ nhất. Cái tâm tình thứ nhất xin chia sẻ với chúng ta. Còn cái tâm tình thứ hai đó là trong cái tương quan giữa ca đoàn với lại Dũng Hằng là một cái thành viên, Hằng cũng là một ca trưởng trong ca đoàn, thì gắn bó với nhau rất nhiều năm. Xong rồi khoảng gần 3 năm nay thì Hằng vì chăm sóc cho bé chỉ là cho nên đã gián đoạn. Thì mình nghĩ vậy nè, trong ca đoàn chúng ta rồi nó là một cái tập hợp và chúng ta cùng gặp nhau để mà chung một cái góp chung một cái công sức của mình, một cái tiếng hát của mình vào trong cái việc phục vụ, thì đó là một điều rất là tốt lành. Và ngày nào mà chúng ta còn có nhau thì giúp nhau thân thiết với nhau thật nhiều đi, để rồi ngày nào chúng ta không còn có cái điều kiện gần gũi nhau nữa đó thì muốn chia sẻ cũng chẳng được. Cho nên trong cái tình thân đó thì một lần nữa thì lúc nào mình thấy các đoàn Teresa có các điểm rất là hay, tức là có thể các bạn vì một cái hoàn cảnh nào đó xa cách mình cũng là khách thôi, mình ở bên Silver Queen qua đây thôi, nhưng mà đến xin hỏi với các đoàn thì thấy là Teresa có một cái gắn bó, mà Dũng Hằng ở trong đó là một thành viên rất là gắn bó. Thế mà mọi người có thể xa cách vì một cái hoàn cảnh nào đó, nhưng mà thế mà có một cái biến cố nào đó thì ở đâu đó xa xôi đó mọi người lại tụ tập về, lại về với nhau để san sẻ cho nhau những cái tâm tình vui buồn, những cái biến cố trong cuộc sống, thì đó là một cái điều rất tốt lành. Xin cầu chúc cho cái tình thân của Dũng Hằng với Teresa mãi mãi bền chặt trong cái ơn ban của Chúa. Một lần nữa xin Chúa thương và ban phúc lành cho tất cả gia đình của Dũng Hằng, bé Justin và tất cả các anh chị em trong ca đoàn Teresa. Nói đôi lời. Quý cha, và cũng cảm ơn đại gia đình của chúng ta quy tụ ngày hôm nay trong cái việc đưa chân của bé Jada. Thì thật ra con tới Baltimore này chỉ trong vòng 3 năm thôi, thời gian rất là ngắn ngủi, và quen biết anh Dũng, chị Hằng thì cũng trong vòng thời gian đó. Nhưng mà trong 3 năm đó con được chứng kiến bé Jada vẫn luôn thể hiện sự chiến đấu mãnh liệt, chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Sự chiến đấu mạnh mẽ của Jada có những lúc làm cho tụi con nhìn lại mình, có những lúc tụi con yếu đuối, có những lúc tụi con chưa chiến đấu hết mình. Chiến đấu không phải chỉ vì trần gian này, nhưng mà trong tâm hồn của bé Jada thể hiện một khát vọng mãnh liệt chiến đấu cho cuộc sống vĩnh hằng. Cho nên có nhiều lúc, hồi nãy có lúc con viếng trước thi hài của bé, con mỉm cười vì con biết là bé lúc này đây trong vòng tay của Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu cũng thông dốc với lại Jada mỗi ngày trong cuộc đời. Khi bé đấu tranh cho căn bệnh của bé, Chúa vẫn thông dốc và động viên bé cố lên, nỗ lực hết sức để về thiên đàng. Và ngày hôm nay con nhìn cái viễn cảnh xa xa là chúng ta cũng đang bước về thiên đàng. Jada trong tay của Chúa Giêsu, hai người thông dốc đứng để làm động lực cho chúng ta ở cuối đoạn đường, rằng chúng ta hãy nỗ lực, cố gắng hết sức mà bước theo Chúa, bước theo những gì mà Chúa Giêsu đã qua, đi qua. Rồi hôm nay Jada lại bước theo con đường đó và trở thành mẫu gương sống động cho chúng ta. Thì thật sự ngày hôm nay khi mà đứng đây chia sẻ với lại anh Dũng, chị Hằng và Justin, gia đình của bác,
của bác ở đây. Thì thật sự con chỉ muốn nói chia sẻ một cái kỷ niệm của con với Jada mà rất là vui. Trước khi mấy tháng về trước á, khi mà con có dịp mà con hay sang nhà chơi á, thì cũng có hứa hẹn với nhau là bữa nào Jada tập cho con bơi. Tại vì thật ra thì con biết bơi nhưng mà bơi cũng chập chững thôi, uống nước hoài à. Thì mới nói là thôi thì bữa nào mà đi bơi á, cho nó mát. Nhưng mà cái tay của Jada phải khỏe nha. Thì lúc đó đó, một tay ở bên này của bé mạnh, rất là mạnh, thì còn tay này nó hơi yếu. Thì con mới ngồi lại, con mới nói là thôi Jada cố gắng lên, cố gắng tập cho cái tay này nó mạnh lên một chút xíu nữa, rồi mình đi ra ngoài kia, ngoài hồ, ngoài bể bơi, ngoài đi, mình đi dã ngoại nó vui. Thì tập á, lúc đó đó, cái sự mạnh mẽ trong cái lúc đó, mặc dù cũng biết là bệnh của Jada nó cũng tiến triển rất là mạnh, nhưng mà cái tinh thần của bé, cái niềm tin của bé vào ơn Chúa đó, thực hiện nơi bé, nó mãnh liệt làm cho cái bàn tay của bé nó nâng lên cái tay này, cái tay trái nó nâng tay phải lên. Và nhiều khi những cái lúc đó có một cái hình ảnh bé nhỏ như vậy thôi đó, cũng làm cho con rất là xúc động. Tại vì cái mạnh mẽ của bé đánh động sự yếu đuối trong tâm hồn của con. Ở đây có những lúc mình rất là yếu đuối trong hành trình bước theo chân Chúa Giêsu. Thì chỉ có một cái câu chuyện ngắn gọn thì cũng để chia sẻ với gia đình của anh Dũng, chị Hằng. Thì mong anh chị tiếp tục nhìn thấy thâm sắc của bé Jada ở phía trước, rồi mình cũng tiến bước theo sau. Cảm ơn rất nhiều. You can say what have I. Yeah. I knew Jada since the day she was born. I knew Justin first, but I think I was closer to Jada. She was the type of person to like make you smile 5 minutes after you're sad, and she never cared about things for herself. It was always everybody before her. She loved cute things, and she loved getting gifts for her friends, and like the funniest person you would ever meet in your whole life. I really wish that I could be with her a little longer than I was. But it's okay. I'll hope that I'll see her again soon in heaven. Thank you. Thank you. Okay, go ahead. I knew Jada when she was probably like 2-3 years old because I met her after she was born. But she was like a little living angel. She always cared about others before herself. She was selfless. She loved other people. She cared for them even if she was also in pain herself. She didn't want anyone to worry about her. So she always told people that she was okay and until something bad would happen. But she wanted everyone to know that she was okay, because she wanted everyone to be with her and not feel sad. Because I know like right now I feel very like she doesn't want us to cry. She doesn't want one of us to cry, because she never meant, like, she did not want to leave us. We don't want her to make, she didn't want it to be her fault. She doesn't want to feel as if we're all upset because of her, but we all miss her because she was the best little friend I ever had. She loved everyone, no matter what. She always saw the best in everything, even if it was really bad. So please pray for her. Hope we can see her again in heaven one day. Thank you, John. Would you like to say something?
Con là linh mục Simon Hoàng Thời, con ở bên Memphis lần. Thì gần 5 năm về trước, con được diễm phúc là được anh chị Dũng đưa cháu Jay Đà tới nhà thờ của con. Nhà thờ của con một vài block xa từ cái chỗ nhà thờ với là cái bệnh viện St. Jude nó gần lắm. Một lần anh chị qua thì khi nào cũng đem cháu Jay Đà tới đi lễ Chủ nhật. Và khi cháu đến thì một tinh thần rất là vui vẻ. Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Thánh Tâm thương cháu Jay Đà lắm. Cứ một lần sau thánh lễ là các em tụ nhau lại xung quanh bàn thờ để cùng với cháu. Tại vì biết cháu đang còn trải qua những cái chemo rất là đau khổ, rất là bệnh hoạn, rất là mệt. Thì từ đó chúng con trong cùng đoàn giáo xứ cũng như đoàn thiếu nhi tạo nên cái tình thương rất là đẹp về cháu Jay Đà. Con nhớ cái dịp cuối cùng mà khi mà bác sĩ nói là ở Memphis họ không làm gì được nữa rồi, thì chị Hằng mới nói là cha ơi, bây giờ con phải đem cháu về. Thì hôm đó con mới gọi chị Hằng, nói chị Hằng ơi, bây giờ cháu cần cái gì, thì con lại chạy ra phía trường để tìm cháu về. Tôi nghĩ là đó là lịch cuối rồi. Thì cháu mới nói cha xin dầu cho con. Vậy là cha con tụ nhau lại ngay chữa phía trường về đã xin dầu. Mọi người họ làm lạ lắm, sao xong người ta tụ họp nhau nhiều vậy, đọc kinh diễn như ở ngoài phía trường vậy đó. Một hình ảnh mà con thấy rất là dễ thương, một cái tinh thần đạo đức rất là sâu xa. Mà điều đó không phải tự nhiên cháu có đâu, mà con tin tưởng rằng điều đó đến từ cha mẹ và anh. Cho nên đây con cũng muốn nói nhiều, muốn nói lên rằng cái tình yêu thương của cha mẹ nó đem lại cho con cái của mình một cái niềm tin, không phải tin vào Thiên Chúa mà thôi, mà tin vào chính bản thân của mình. Để rồi tất cả mọi cái biến cố trong cuộc sống đều có một cái niềm hy vọng và có một cái niềm tin vững chắc là cuộc đời này không phải chết là hết, mà có một cái gì đó đang còn chờ đợi mình. Giống thầy chia sẻ đó, cháu khi nào cũng come up với Chúa Giêsu cả. Nói với mẹ, mẹ ơi con thương mẹ lắm, nhưng mà con thương Chúa nhiều hơn. Không biết tại sao mà có những lời nói đó ra, xuất phát ra từ một môi miệng một trẻ thơ như vậy. Thì chắc chắn nhiều khi chính bản thân chúng con cũng cảm thấy hổ thẹn trước những cái gương sống đạo đức như vậy. Thì mong rằng cháu để lại trong chúng ta những cái kỷ niệm thật là đẹp. Con thỉnh thoảng cũng nhớ cháu rồi chạy qua đây thăm cháu. Không biết tại sao nữa, tự nhiên có những cái động lực trong con người của mình mà mình thấy nó quý. Chứ cuộc đời nó có gì đánh đổi được thế. Lần cuối cùng con qua thăm cháu thì nói là chê đại ơi, bố sẽ qua lại và hai ông bố cháu mình sẽ đi bộ với nhau. Bây giờ chắc ngày mai hai bố sẽ, bố và con sẽ đi bộ với nhau đến nhà thờ. Xin mọi người cầu nguyện để rồi chúng ta thấy được rằng cuộc đời này đáng sống, đáng để yêu và đáng để được yêu thương. Xin chúc lành chúng ta bên trên được anh chị, các cháu. Cảm ơn cha. Chị nào cũng chia sẻ, xin mời lên đây ạ. Thật ra thì từ ngày mà nghe bé Jay Đà bệnh đó là tối nào cũng cầu nguyện xin Chúa cho bé nó được khỏe mạnh. Rồi sau cái mình cứ thấy thời gian Hằng cứ đi chở bé, đi theo bé nhiều khi cả tuần cả tháng, thấy bé lâu lâu gặp bé thì bé lại cái khuôn mặt nó lại khác hẳn, nó mắt nó không còn có sự thay đổi trên khuôn mặt. Thế tối về mình lại xin cầu nguyện,
cầu nguyện thêm một cái là Chúa ơi, nếu mà bé, xin cho bé mau có thể không được khỏe mạnh nhưng mà không được khỏe lại như xưa, thì xin Chúa cho gia đình được bình an trong tình yêu thương của gia đình. Và cách đây 2 tuần thì nghe tin là nghe trong cả đoàn nói với nhau là bé chắc không qua khỏi. Tối về lại suy nghĩ, lại cầu nguyện mà không biết là bây giờ mình sẽ cầu nguyện gì cho bé nữa. Và khi nghe tin là bé mất đó, thì không hiểu sao tối hôm đó đọc kinh, tự nhiên mình lại cảm ơn Chúa vì đã cho bé được sống về cùng Chúa ngày hôm nay. Thật ra thì cái lời cầu nguyện cuối cùng có mình cảm giác như là mình thời gian qua mình xin Chúa như vậy nó có đúng hay không, nhưng mà thật ra thì khi mà bé đi rồi mình mới thấy là tôi thì Chúa cho bé sớm được gặp được về thiên đàng cùng với Chúa. Và trong cảm nhận của mình thì mình nghĩ là chắc là bé sẽ được hưởng thiên đàng sớm hơn chúng ta, và cũng để bớt đi gánh nặng cho bố mẹ, cũng như dù rằng cái niềm đau nó vẫn đang còn, nhưng mà Thủy nghĩ là trong một niềm tin nào đó thì ngay cả mình cầu nguyện mỗi ngày như mình cũng cái niềm tin của mình cứ nghĩ là Chúa đã kết bé về trời chứ không phải cho bé vất vưởng ở đâu đó, thì mình cũng mong là xin một là chia buồn, hai là chia vui là vì mình cảm nhận được cái điều là Chúa đã cho bé về bên Chúa sớm để cho đỡ gánh nặng cho gia đình và cũng để cho bé đỡ đau khổ tinh xác đó. Là xin chia sẻ. Ta cùng đứng đây để chúng ta đọc và xin cha bà con và thánh thần. Amen. Lạy cha chúng con là sáng nước cha chỉ bên trên trời, xin cha cho chúng con hôm nay được thật hạnh. Ta kẻ con ở chúng con, Maria đầy ơn cô đơn, con Chúa là ơn mọi người lâu con, và để lại cho chúng con nhiều tấm gương để chúng con biết sống ở đời này còn có Chúa, sống ở đời này còn có một tấm lòng quảng đại, một tấm lòng luôn hướng về tương lai, về đời sau, một tấm lòng luôn lạc quan ngay cả trong những đau khổ thử thách của cuộc đời này. Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương cho người bạn Lazaro. Chúa đã thương và đã ban cho Lazaro sống lại. Thì giờ đây, qua những lời tâm tình, những lời khóc thương một em bé mà Chúa đã đưa vào đời này, xin Chúa hãy thương dẫn dắt em về chốn thiên đàng, trở thành thiên thần của Chúa, thiên thần của mẹ Maria, để hầu hạ Chúa suốt đời. Xin Chúa hãy chúc phúc lành cho tất cả chúng con nơi đây, để rồi chúng con cũng theo gương của bé Che Đà, biết sống phó thác, biết chịu đựng, hy sinh, quảng đại hơn, để rồi một ngày nào đó chúng con cũng sẽ được đoàn tụ với Chúa trên thiên đàng. Xin Chúa chúc phúc lành và dựng đưa bé Che Đà, linh hồn Maria nhỏ bé của Chúa về hưởng phúc thiên đàng. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Giờ đây xin mời mọi người chúng ta có thể lên tiếp tục để mà tiến sang bé.
sáng buổi sáng nó mới lại người dữ
Quý ông bà và anh chị em xa gần đã đến đây hiệp lời cầu nguyện và dâng lễ đưa chân cho con gái của chúng con là linh hồn Maria. Trong lúc tang gia bối rối, chắc chắn có điều sơ sót. Xin quý cha, quý sơ, quý thầy, toàn thể quý ông bà và anh chị em và cộng đoàn giáo xứ La Vang xin niềm tình tha thứ. Mình xin Chúa và mẹ Maria, tất cả du xe đổ tràn đầy ơn lành, sức khỏe trên tất cả quý vị. Mình xin quý cha, quý thầy và cả cộng đoàn quý bà và anh chị em xin tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Maria của chúng con một lần nữa. Mình chúng con xin cúi đầu bái tạ. Giờ là cửa nhà quan và chuẩn bị đóng cửa. Thì vào ngày mai khoảng 11 giờ tại thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Hòa Bình tại Middle River thì xác của cháu sẽ được đưa về đó để làm lễ an táng. Trước khi lễ an táng thì lúc 11 giờ thì nhân viên nhà quan họ cũng sẽ mở nắp ra để cho viếng xác cháu trong vòng 45 phút tới 1 tiếng trước khi cử hành lễ an táng cho cháu. Xin tất tất cả hiệp lời cầu nguyện cho cháu. Xin cảm ơn. Chạy không giống ghé không? Ghé cho chỗ kia sao không? Gentlemen facing away from the hearse just like this. So
Those of you on this side, you're going to be grabbing with your left hand. Those of you on this side, you're going to be grabbing with your right hand, okay? All right, once we bring her out, we're just going to turn to the left and walk straight in and place it on that church trunk there. Thank you.
name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Xin chào. Xin chào. And I'm here with Father Simon Huang, Divine Word Missionary, Father Bao Huyen, Jesuit Father with us today to celebrate, to give thanks to God for the gift of Jada Lee that we celebrate the Eucharist today. In the waters of baptism, Jada died and rose with Christ to new life. May she now share with him eternal glory. When Jada was baptized, she was clothed in a white garment, an outward sign of her union with Christ. And today, as we celebrate her funeral, we once again clothe her with a white garment. Let us pray. Lạy Chúa là cha nhân ái, Chúa luôn sẵn sàng an ủi nâng đỡ những ai đang thương khóc sầu khổ. Xin Chúa thương ban nâng đỡ an ủi cho những ai khóc thương, nhất là người thân của gia đình chúng con, để họ can đảm và tin tưởng phó thác dâng người con cho sự quan phòng đầy tình yêu của Thiên Chúa. Xin cho họ biết chấp nhận thánh ý Chúa và sống trong bình an của Ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Not only to mourn, but to celebrate the life of our daughter, Jada Mary Lee. Life is a beautiful blessing, and she is a blessing for all of us. And I believe in my heart that she doesn't want us to be here and crying, but rather than celebrating her life, let us together ask the Lord to strengthen us, to guide us, at the same time to give us the courage to look at life as a beautiful gift from the Lord. Now let us pray. Most compassionate God, whom in the counsel of your wisdom had called this little child of yourself to yourself, Marie Jada Lee. On the very strength of life, listen kindly to our prayers and grant that one day we may inherit eternal life with her, whom by the grace of baptism you have adopted as your only son, your own son, and whose we believe in dwelling now in your kingdom. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. Xin chị em ngồi để chúng ta lắng nghe lời Chúa. A reading from the book of Isaiah. Đừng sợ hãi, có ta ở với ngươi. Đừng nhớ nhát, ta là Thiên Chúa của ngươi. Ta cho ngươi vững mạnh, ta lại còn trợ giúp với tay hữu toàn thắng của ta. Quả vậy,
hết thảy những ai giận ghét ngươi sẽ thẹn thùng xấu hổ, và mọi kẻ gây hấn với ngươi đều kể như không có và bị tiêu diệt. Thù địch ngươi, ngươi sẽ tìm mà không thấy. Những kẻ giao chiến với ngươi sẽ kể như không có, như hết sạch cả rồi. Vì ta, Đức Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, đấng cầm lấy tay phải ngươi và phán bảo: đừng sợ, chính ta phụ trợ ngươi. Đó là lời Chúa. Preparing us for an eternal weight of glory beyond all measure.
Because we look not at what can be seen, but at what cannot be seen. For what can be seen is temporary, but what cannot be seen is eternal. For we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. The word of the Lord. Thanks be to God. Because you love me before the foundation of the world. Righteous Father, the world does not know you, but I know you, and these know that you have sent me. I make your name known to them, and I will make it known, so that the love with which you have loved me may be in them, and I in them. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa. Phúc âm của Chúa. My dear friends, as a people of faith, we gather together here in this beautiful church and community to remind ourselves that death is not the end of everything. It is the beginning of a new life in God, who loves us very, very much. I have privilege to get to know Jada, and she has become a part of my life journey spiritually. She showed me what it means to be a daughter of God. Above everything else, God, Jesus Christ, was her focus in life. As I reflect on the reading today and her life, I see the spirituality of St. Ignatius of Loyola in her. St. Ignatius saying that before anything else we do in this world, one thing that we all need to recognize and firmly believe that we are loved by God. We are loved by God. We are the beloved sons and daughters of God. That's the first and foremost in anything else that we do. If we ourselves don't come to that conviction, and our life is flowing around, and we are very easy to be persuaded by many other things but God.
acknowledge the fact that God loves us above anything else, that we are the beloved son and daughter of God. Jada has lived her life as such. Nothing else is matter to her, but knowing that she is loved by God dearly, not only moment, but every moment of her life. The way she handled her sickness, the way that she related to us, every one of us in many different ways was affected by her love for God. She was able to love God because she knew that God loved her very much, especially Jesus and Mary, Mother of God. Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên. Chúa Kitô sống lại từ cõi chết và sẽ cho thân xác yếu hèn của chúng ta được phục sinh. Vậy chúng ta hãy than nhị sơn lên Chúa những lời cầu nguyện. Lạy Chúa là nguồn mặt khôn ngoan và sức mạnh. Xin ban nhiều ơn lành cho Đức Thánh Cha, các đức giám mục, linh mục và tu sĩ để các ngài dẫn dắt và hướng dẫn đàn chiên Chúa trên đường nữ thứ trần gian. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Ai tin ta sẽ không phải chết đời đời. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho em Maria chơi Đà Lê, khi còn sống đã hết lòng tin yêu, phụng sự Chúa. Giờ đây được thoát khỏi mọi hình phạt tội lỗi và vào hưởng phước hạnh phúc Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thiên Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho thân bằng quyến thuộc của cháu Chê Đà Lê được Chúa thương dâng đỡ và an ủi, hầu biến đau khổ mất mát thành của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là Thiên Chúa tình yêu, trước bao nghĩa cử yêu thương cao đẹp của các ân nhân mà tan gia chúng con không biết lấy gì để đền đáp, xin Chúa gìn giữ và trả công bội hậu cho họ. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Mọi người đều phải chết nơi Adam thế nào thì cũng sẽ được sống lại trong Đức Kitô như vậy. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu đã qua đời được vào hưởng niềm vui nước trời. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Anh chị em thân mến, chị Hằng, chị Hanna có nói với con rằng là mỗi ngày có một trẻ em ở trên mặt trời đã đây, nhưng mà thức ăn vẫn không có cỏ. Các nhà nghiên cứu chưa có tìm ra hay là chưa có đầu tư đủ để rồi có những phương pháp chữa liệu. Chúng ta dâng lên đêm này để cầu nguyện cho công trình này, để rồi không còn có những người đi chọn trên đà phải chết mà cũng được quan tâm đến các công trình này. My dear friends, Hannah Hằng told me that every day the child died like Jada, the same sickness. So we ask this Mass to pray that all the science and also the government spend more time, invest in this healing for our children. And for this we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Con vì tận tâm gìn giữ món quà yêu thương này mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng con, đó là con cái của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em ngồi. Trong đời con đã dâng trọn lời, trong đời con bước theo Chúa.
pray, O Lord, that the parents who now entrusted to you the child you give to them may come to embrace her with joy in your kingdom. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. Lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. In Him, we hope of the blessed resurrected has dawned, that those set net by the certainty of dying may be consoled by the promise of immortality to come. Indeed, for your faithful Lord, life is changed, not ended. And when his earthly dwelling turns to dust, an eternal dwelling is made ready for them in heaven. And so with all the angels, archangels, with thrones and dominion, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory. With our end, we are glad. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving you thanks, gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sin. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of his death, his saving passion of your Son, his wondrous resurrection, his ascension into heaven, and we look forward to his second coming, we offer you in thanksgiving these holy and living sacrifices. Look, we pray, upon the oblation of your church, and recognizing the sacrificial victim by whose death you will to reconcile us to yourself. Grant that we are nourished by the body and
blood of your Son and filled with His Holy Spirit may become one body, one spirit in Christ. May He make of us an eternal offering to you, so that we may attain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her spouse, with your blessed apostles and glorious martyrs, and with all the saints on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. May this sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your pilgrim church on earth, with your servant Francis our Pope and William our Bishop, the Order of Bishops, all the clergy and the entire people you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family, whom you have summoned before you. In your compassion, O merciful Father, gather to yourself all your children scattered throughout the world. Remember your servant, Mary Jedale, whom you have called from this world to yourself. Grant that she, who was united with your Son in a death like his, might also be one with him in his resurrection. When from the earth, he will raise up in the flesh those who have died and transform our lowly body after the pattern of his own glorious body. To our departed brothers and sisters too, and to all who were pleasing to you at their passing from this life, give kind admittance to your kingdom. There we hope to enjoy forever the fullness of your glory, when you will wipe away every tear from our eyes. For seeing you, our God, as you are, we shall be like you for all the ages, and praise you without end. Through Christ our Lord, through whom you bestow on the world all that is good. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. Amen. My dear brothers and sisters, Jade, I love language. So whatever language you would like to say tonight, today, you say it in the prayer that Jesus taught us. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, nơi Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chịu cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự nhiều. Deliver us, Lord, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin, safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and glory are yours, now and ever. Lord Jesus Christ, you said to your apostle, peace I leave you, my peace I give you. Look on our sin, on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who lives and reigns forever and ever. Amen. And may the peace of the risen Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer one another the signs of peace. Thank you.
Through Christ our Lord. Amen. Please be seated.
have the family member like to come and say a few words before Father Pat in the final. Patrick, Father Simon, Father Bao, brothers, sisters, the Our Lady Queen of Peace Parish Council, friends and family. On behalf of our family, we want to thank you all for coming to celebrate the life of our dear Jada. Our family cannot express how much your presence and comfort has meant to us during this difficult time. We'd like to extend a special thank you to all the priests, brothers, sisters that took the time to prepare, pray, and facilitate the holy services. For friends and families that have traveled near and far to be here with us, we'd like to thank you for your solace and support. Thank you to friends that have been here this past week who helped prepare food, joined in prayer, and stayed by our sides. If we've caused any inconveniences during this time, we ask for forgiveness, patience, and for the Lord's blessing and grace to dwell upon all of you. Jada was funny, sweet, kind, generous, patient, selfless, but most of all, she was loved. She was loved deeply and widely by everyone here and more. We will miss her, carry our memories of her with us, and remember her in our hearts forever. Kính thưa quý cha, kính thưa quý tu sĩ nam nữ, kính thưa ban hành giáo của giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm Hòa Bình, đồng kính thưa ban hành giáo giáo xứ Đức Mẹ La Vang Baltimore và toàn thể cộng đoàn dân Chúa có mặt hiện diện nơi đây. Tang quyến chúng con thật là xúc động có sự hiện diện của quý vị đông đủ trong thánh lễ tiễn đưa người con của chúng con là linh hồn Maria Chê Đà Lê đến nơi an nghỉ cuối cùng. Chắc chắn trong tang quyến chúng con không tránh nổi những điều sơ sót, xin quý vị niềm tình tha thứ. Chúng con nguyện xin Thiên Chúa Mẹ Maria xin ơn lành sức khỏe đổ tràn đầy trên quý cha quý tu sĩ nam nữ, ca đoàn các anh chị Silver Spring và ca đoàn Baltimore đã cùng về đây hiệp dân thánh lễ, mang lời ca tiếng hát để tiễn đưa linh hồn Maria, con gái yêu của chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng con không biết nói gì hơn, xin cúi đầu cảm tạ và chúc tất cả quý cha, quý sơ, quý thầy và toàn thể quý vị tràn đầy bình an trong Chúa và Mẹ Maria. Chúng con xin cảm tạ. We go our separate ways. We now take leave of our sister Jada. May our farewell express our affection for her. May it ease our sadness and strengthen our hope. One day we shall joyfully greet her again, when the love of Christ, which conquers all things, destroys even death itself. Please stand.
Now, in honoring her friend, her children's, her friends and relatives, we're going to sing a song that Jada often sings. Into your hands, Father of Mercies, we commend our sister Jada. In the sure and certain hope that together with all who have died in Christ, she will rise with him on the last day. We give you thanks for the blessings which you bestowed upon her in this life. They are signs to us of your goodness and of our fellowship with the saints in Christ. Merciful Lord, turn toward us. Listen to our prayers. Open the gates of paradise to your servants, and help us who remain to comfort one another with assurances of faith until we all meet in Christ and are with you and with Jada forever. We ask this through Christ our Lord. Amen. And now the choir will sing the song, Life is Changing. Death is not the end, but it's changing. Thank you.
her, and we're gonna last moment as she walk out with us. Let us remember that life is not ending. It's a new life in Christ, and we trust our sisters, our daughters, to the loving hands of God, especially the most loving mother of God. Thank you.
khách tới. Chúa như nguồn nước tràn hòa.
xin thay lời cho cha cũng như quý thầy quý sư, chúng con thành thật chia buồn với gia đình anh Dũng chị Hằng. Tạm biệt bao nhiêu lần anh chị em chúng con đến với gia đình anh chị, anh chị đầm mờ tấm lòng quảng đài của anh chị đón tiếp chúng em, những bữa cơm, những chén nước, những tình cảm mà anh chị dành cho chúng em. Và đặc biệt trong thời gian mà Trai Đà ở với gia đình anh chị, chúng em đến gặp Trai Đà, Trai Đà được cho chúng em một cái nguồn cảm hứng, một cái nguồn động viên rất là lớn. Lúc mà Trai Đà còn nói được, Trai Đà luôn mỉm cười và nói vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt, nói rằng em mến các thầy và sơ rất nhiều. Em cũng đã có những khoảnh khắc bên Trai Đà, từ lúc gặp Trai Đà cho đến lúc Trai Đà còn hơi thở cuối cùng, và đã để lại trong chúng em nhiều ký ức sâu xa và một lời nhắc nhở cho chúng em để tiếp tục sống ơn gọi qua lời cầu nguyện của các anh các chị. Và chắc chắn rằng chúng em sẽ tiếp tục cầu nguyện cho Trai Đà cùng với gia đình anh Dũng chị Hằng và quý anh ông bà và anh chị em đây. Trong tâm tình này, chúng em xin bày tỏ tất cả lòng biết ơn của chúng em đến gia đình anh chị cũng như quý ông bà và anh chị. Chúng em xin dâng lời cầu nguyện và lời sống thánh hiến của chúng em cho Chúa, dâng lên Chúa những lời cầu nguyện của chúng em cho Trai Đà và cho gia đình anh chị cũng như quý ông bà và anh chị em. Chúng em xin lên lòng tạ ơn. Cha chúng con trọng kính hai cha quý sơ quý thầy, các anh chị ca đoàn Teresa, các anh chị ca đoàn Silver Spring, cộng đoàn giáo xứ Đức Mẹ La Vang Baltimore và tất cả các cô chú bác, các anh chị em, các cháu và gia đình đang có mặt ở hiện diện nơi đây. Thật là một sự đau buồn cho gia đình chúng con khi một người con gái đi. Nhưng mà lúc đấy, Thiên Chúa, chúng con cảm nhận, chúng con đã dâng lên Thiên Chúa một đóa hồng rất tươi, rất đẹp cho cuộc đời con gái. Thưa quý vị, gia đình chúng con rất xúc động khi có sự có mặt của tất cả mọi người ở nơi thánh đường đã đến cầu nguyện. Các cha và quý vị đã hiệp thông dâng thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Maria chúng con. Hơn nữa, quý vị cũng đã chút bớt thời gian hy sinh vì thương linh hồn Maria là con gái của chúng con, đã đến tận nơi đây dâng lời cầu nguyện và đưa linh hồn Maria đến nơi an nghỉ cuối cùng. Tàn già chúng con không biết nói gì hơn. Chúng con xin Thiên Chúa và mẹ Maria đổ tràn đầy hồng phúc, sức khỏe, ơn lành trên quý vị. Gia đình chúng con cũng xin quý cha, quý sơ, quý thầy và toàn thể quý vị tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Maria của chúng con và cháu trên đàn lê để được tôn nhà Thánh Chúa. Con xin cúi đầu cảm tạ. Justin, you want to say any words? Was it the most memory, the most beautiful memory you have for your sister? Was it?
for us and ask for us. Và con còn sơ sót, thì con tiệc ở nơi đây cảm ơn đến tất cả các anh chị trong ca đoàn đã hy sinh suốt cái thời gian và linh hồn Maria chúng con hay trong Chúa đã không quản ngại và hy sinh chúng con trong vấn đề học thần đi chợ và tất cả những người ban của Quốc chúng ta đã đại diện chúng con. Chúng con không quên cảm ơn đến những người bạn thân thương của chúng con là gia đình chị Tung với Khuê đã hy sinh lo việc hoa nến như là hoa lo việc là trang trí cho ngày tang lễ của con gái chúng con thêm long trọng và đẹp hơn. Và hơn hết chúng con cũng cảm ơn tất cả quý anh chị, các bạn phương xa về đây vì tình thương, tình bạn xa, các cô, các chú và nơi xa về đây nhận lời và cầu nguyện cho con. Xin cảm ơn các bạn. Bây giờ này xin mời mọi người chúng ta cùng đứng lên để chúng ta dâng lời cầu nguyện cho bé Gina.